Ông Hồ Công Sự, ngụ thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc gửi đơn thư đến chương trình hộp thư truyền hình phản ánh về việc chồng lấn ranh đất của gia đình ông với hàng xóm. Trong đơn thư và gặp gỡ phóng viên, ông Hồ Công Sự cho biết, năm 2017, ông có mua thửa đất số 44 tờ bản đồ 19, diện tích 384,5 m² của ông Vũ Đức Sơn và bà Lê Thị Thắm. Sau khi nhận chuyển nhượng, ông Sự đã xây nhà trên hiện trạng nhà cũ của người chủ trước. Gần đây, để làm cơ sở đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới, ông Sự thuê đơn vị đo đạc lại thửa đất của mình. Kết quả đo đạc thể hiện, gia đình ông Nguyễn Như Lợi và bà Nguyễn Thị Cẩm có nhà ngay cạnh xây tường rào lấn sang phần đất của gia đình ông với bề ngang mặt tiền 0,28 cm và bề ngang mặt hậu 0,25 cm, dài 48,46 m, có tổng diện tích 12,8 m². Vì vậy, ông Sự gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết. Cơ quan chức năng là xem xét và lấy lại đất trong sổ lại cho tôi, cho gia đình tôi cảm ơn. Ngày 27 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thị trấn Phước Bửu đưa vụ việc tranh chấp ranh đất giữa gia đình ông Hồ Công Sự và ông Nguyễn Như Lợi ra hòa giải. Tại buổi hòa giải, ông Hồ Công Sự trình bày lại nội dung mà ông phản ánh. Còn phía ông Nguyễn Như Lợi, ông Lợi cho biết, ông mua phần đất này từ năm 2001, đến nay ranh giới không thay đổi. Qua các lần đo đạc năm 1993, 1999 từ máy kinh vĩ dẫn đến có sai số trong các lần đo đạc. Đến năm 2019 thì tiến hành đo bằng máy điện tử độ chính xác cao, cũng cho thấy hàng rào của gia đình không thay đổi. Do đó ông Lợi cho rằng ông không lấn chiếm đất của ông Hồ Công Sự. Vụ việc hòa giải không thành, Hội đồng hòa giải đề nghị ông Hồ Công Sự gửi đơn đến Tòa án Nhân dân huyện Xuyên Mộc để được giải quyết.